Rồi, chúng ta sẽ làm cái quy trình phục vụ rượu vang. Nhưng mà tôi lấy cái vang đỏ làm cái vang chuẩn cho các bạn, còn những vang còn lại, vang trắng, vang bọt, vang hồng gì đó các bạn sẽ điều chỉnh lại thôi. Được chưa bạn? Rồi, bước 1 là các bạn chuẩn bị và kiểm tra. Các bạn chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị ly. Ly và kiểm tra xong. Hôm bữa là trên lý thuyết là có hết rồi. À, các bạn kiểm tra xem là ly có sạch không? Ly có bị nứt nẻ gì không? Thứ hai là các bạn chuẩn bị đúng cái chai rượu mà cách gọi. Cái chai rượu cách gọi này, cái này là vang đỏ. Chưa bạn? Rồi bạn chuẩn bị cái gì? Bạn chuẩn bị cái dĩa nhỏ để đựng cái nút chai để bên tay phải của người khách nè. Rồi, khăn phục vụ nè. Rồi các bạn xếp khăn ha. Trong lòng bàn tay, vui lòng. Không có đưa cái ngón ra như thế này ha. Không đưa ra, nằm trong lòng bàn tay. Rồi các bạn để cái chai rượu lên đây. Tay này đỡ ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ, với tư thế này các bạn sẽ đi trình cho ông chủ tiệc. Trình ở bên trái hay trình bên phải đều được, miễn sao ông chủ tiệc cũng nhìn thấy được cái nhãn chai và ông xác định được đây là chai ông đã gọi và bạn phải cúi đúng. Thấy chưa? Bạn bước đến bên tay phải hay tay trái đều được ha, bạn đưa thấp xuống. Nhà tôi ông đây là chai lăng đỏ, vang Đà Lạt ông đã gọi. Được chưa? Còn nếu như không, nếu nó là một cái nhãn chai khác, ví dụ như một nhãn chai của Pháp, bạn sẽ phải nói bằng tiếng Anh, excuse me sir, here's your red wine, your order sir. Red wine from Bordeaux 2005. Bạn nếu như trên đó có cái nhãn chai giống nho thì bạn phải đọc luôn cái giống nho, ví dụ đó là giống nho Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Cabernet, ví dụ như vậy thì các bạn sẽ phải đọc hết toàn bộ. Rồi sau khi đó, may I open it now sir, or may I serve it now sir, tôi có thể phục vụ được chưa được không? Rồi xong, nếu như ổng ok, mình cầm cái chai ở đây, mình xếp khăn lại, để bên tay phải luôn. Rồi, cái nhãn chai luôn luôn hướng về mặt ông chủ tiệc. Ông chủ tiệc là ông người ngồi đối diện với cửa ra vào. Luôn luôn là ông chủ tiệc là người đối diện với cửa ra vào là tại sao? Bởi vì ổng là cái người ngồi đợi khách của ổng tới. Hiểu kịp không? Cho nên rằng là ổng sẽ phải ngồi đối diện cửa ra vào để ổng đón khách. Rồi, thứ tự ưu tiên như thế nào? Người đối diện với chủ tiệc là người khách quan trọng số 1. Người bên phải là khách quan trọng số 2. Người bên trái là khách quan trọng số 3. Ổng là người cuối cùng. Luôn luôn thứ tự ưu tiên đó là như vậy ha. Khách đối diện số 1 là người đối diện là người quan trọng nhất. Bên tay phải, bên tay trái và ổng là người cuối cùng. Rồi bây giờ bắt đầu bạn khui. May I serve it now sir? May I open it now sir? Rồi. Các bạn cắt. Rồi động tác cắt. Hôm bữa tôi cũng đã cho các bạn xem động tác cắt rồi. Các bạn có thể zoom kỹ vào động tác cắt này ha. Rồi bạn lấy cái này bạn bật lên. Bạn thấy không? Tôi chỉ cắt hai đường thôi. Một đường qua, một đường lại và cái này nó đi ra rồi. Ngay lập tức là các bạn phải đóng cái con dao này lại. Bạn mở ra. Cắm cái đầu nhọn ngay giữa cái nút chai. Ấn nhẹ xuống. Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa một cái đồ khui bình thường và một cái đồ khui nó hơi giá trị tí xíu. Đó là khi bạn quay xoắn xuống nó sẽ rất là ngọt. Rồi, nắm chỗ này chắc nè. Nếu như các bạn không nắm chắc cái chỗ này thì các bạn sẽ bị bung cái đồ khui ra. Nhẹ nhàng. Bạn thấy động tác tôi rất là nhẹ nhàng. Không có giống như Ngân hồi nãy là nó gì đó, thấy ghê lắm. Nè, nó có cái nấp thứ hai nè Ngân nè. Kéo nhẹ ra thôi. Rồi tới đây các bạn dừng lại, không giật thẳng nó ra giống như ngân nãy luôn. Đây, các bạn để đây thôi. Đây, các bạn lấy cái khăn chít nhẹ ra. Và bạn khui, mình mở cái đồ khui ra. Có hai cách để các bạn trình cái nút chai. Có hai cách để bạn trình cái nút chai. Một, để bạn để nguyên trên này, bạn đưa cho ông này. For your checking, tức là mời ông kiểm tra nút chai. Một là như thế này. Hai là bạn để cái nút chai xuống cái chỗ dĩa, bạn để đó. Rồi, for your checking sir. Xong bỏ này, cuối cuối. Mở khăn ra. Lau miệng chai nhẹ. Tại vì cái khăn này là khăn sạch mà. Rồi.
Bây giờ đến cái phần nữa, đối với vang trắng, các bạn vang trắng, vang bọt, hồi trước tôi có dạy rồi, các bạn sẽ phải bún thân chai. Tại sao? Bởi vì các bạn phải phục vụ ở nhiệt độ từ 10 đến 12 độ C. À, thấp nhất là phải là 14 độ C. À, nhưng đối với vang đỏ, các bạn phải phục vụ ở nhiệt độ phòng từ 19 đến 23 độ C, không phải phòng này ha, phòng máy lạnh, từ 19 đến 23 độ C. Các bạn không cần phải uống cái thân chai, bỏ luôn cái kiểu này đi ha, này sến dữ lắm rồi, sến lắm rồi không ai xài đâu. Rượu vang, phục vụ rượu vang mà cái kiểu hiện đại là người ta chỉ cần uống cái thân chai ở đây, nắm cái khăn ở đây, không uống cổ chai nữa, cầm các bạn ha, ngón tay trỏ, ngón tay cái đây, 1/3 thân chai về phía dưới, không cầm ở trên này, không cầm cổ chai, không cầm sát. Bạn cũng sẽ thấy một số người người ta cầm như thế này, có, nhưng đó là những cái người mà người ta thuộc cái hàng gọi là sommelier rồi, tức là cái đẳng cấp cao rồi. Còn bình thường các bạn vẫn rót tiêu chuẩn, ngón cái, ngón trỏ 1/3 ôm thân chai phía dưới ha. À, bạn cứ như thế này mà làm, nhớ chừa cái nhãn chai ra. Rồi sau khi mà các bạn đã chuẩn bị xong, các bạn sẽ bắt đầu rót. Cái động tác rót như thế này bạn không có con dày ha, không, cái này là không, cái này là không, nghiêng một góc 45 độ này. Nhãn chai hướng về mặt người khách này. Tay ở đây này. Tay ở đây này. Hoặc là tay ở đây. Tay ở đây thì nhìn nó sang chảnh nhưng mà nó sẽ không hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn bị nhiễu cái giọt rượu, bạn sẽ cái khoảng cách từ cái đây, từ cái lưng của bạn mà đi lên tới đây nó chậm, nó xa lắm. Nhưng mà nếu bạn ở đây thì ra đây rất là nhanh. Được kịp không? Rồi, bạn rót. Bạn phải rót một phần nhỏ cho người khách, họ người ông chủ tiệm họ kiểm tra trước cái đã. Rót rồi xoay đây, thấy được không? Bạn làm cái động tác xoay thì ở đây bạn sẽ dùng cái câu là for your tasting sir, for your tasting sir, nghĩa là mời ông nếm thử được xem rằng là đúng ổn hay không. Rồi sau đó nếm, cầm cái ly lên nếm. Đó, đúng rồi, nếm. Ổn không? Ổn, à đó. Khi mà người khách người ta kêu ok thì bắt đầu mình sẽ đi theo chiều kim đồng hồ ha. Đi theo chiều kim đồng hồ nha. Rồi, người khách quan trọng thứ nhất đối diện với chủ tiệc, đứng bên tay phải ha, cầm chai tay phải ha, rót xuống nè, lắc cái cổ tay xuống. Vang đỏ đừng có rót đầy ha, xoay đây đưa vô liền để tránh cái việc là mình bị nhiễu ra. Rót đưa này vô, xoay. Rồi kế đến là bên phải của ông chủ tiệc, đây lắc cổ tay xuống này, bạn nhìn cái động tác tay của tôi ha, lắc cái cổ tay xuống, dừng xoay đưa vô ha, rót dừng xoay đưa vô. Rồi kế đến là người thứ ba, đây rót dừng xoay. Và cuối cùng là rót cho ông chủ tiệm, đây rót dừng xoay. Rồi sau đó bạn sẽ dừng lại, bạn nói enjoy your wine ladies and gentlemen, à tức là mời quý ông bà thưởng thức rượu vang. Rồi